Quý cô bác, anh chị thân mến, Minh Đường Tử Vi thật là vui mừng khi được gặp lại quý cô bác, anh chị trong chuyên mục Tử Vi 12 con giáp mới nhất trên kênh Minh Đường Tử Vi ngày hôm nay. Lời đầu tiên, thay mặt cho ban biên tập chương trình, những người làm chương trình xin được gửi lời chào, lời chúc tới quý cô bác, anh chị sức khỏe, hạnh phúc, bình an, gặp dự hóa lành, gặp hung hóa cát, phúc lộc đề đa, tiền vào như nước, tiền ra nhổ giọt, giàu sang viên mãn tới già. Và nếu như quý cô bác, anh chị là lần đầu tiên đến với kênh Minh Đường Tử Vi thì hãy hoan hỷ đăng ký kênh, ấn chuông ở phía bên dưới để được đón xem những video mới nhất mà ban biên tập chương trình Minh Đường Tử Vi đăng tải, cũng như là thấy nội dung video hay, hữu ích thì hãy like, chia sẻ video cho mọi người cùng xem. Và quý cô bác, anh chị cũng đừng quên để lại ý kiến đóng góp ở phía bên dưới phần bình luận. Kênh Minh Đường Tử Vi chân thành cảm ơn quý cô bác, anh chị. Nội dung video ngày hôm nay mà ban biên tập chương trình Minh Đường Tử Vi chia sẻ muốn gửi tới quý cô bác, anh chị đó chính là nội dung như sau. Chấn động, tiên tri dự đoán cực chính xác. Tuổi Ất Tỵ sinh năm 1965, đúng 11 ngày tới đây, được trời Phật độ mệnh, đắc lộc ơn trên, vận may ập đến, tiền bạc ùn kéo về như thác lũ, đổi đời giàu nhanh chóng mặt. Minh Đường Tử Vi xin kính chào quý vị, chào mừng quý vị đã đến và đồng hành cùng với chúng tôi trong chuyên mục Tử Vi 12 con giáp ngày hôm nay, kính chúc quý vị luôn may mắn, bình an và hạnh phúc. Vâng thưa quý vị, cổ nhân có dạy rằng, nhân vô thập toàn, sự vô hoàn mỹ, thế nên sống ở đời có người thì khẳng khái, độ lượng bao dung, nhưng cũng có kẻ suốt ngày quanh co, so đo tính toán thiệt hơn, có những việc bạn càng khẩn trương thì càng mệt, càng cưỡng cầu lại càng dễ mất đi, thế giới rộng lớn lắm, lòng người lại khó đoán, thế nên bậc quân tử gặp phải những kẻ tiểu nhân, ắt cũng là điều dễ hiểu trong cuộc đời này. Trời định sẵn trong số 12 con giáp tuổi Ất Tỵ sinh năm 1965, có mệnh đắc tài phú quý, nhưng cuộc đời có lắm chông gai. Những năm vừa qua thì cô bác tuổi Ất Tỵ gặp rất nhiều vất vả, khốn khó đủ đường, nhiều khi còn giật mình kinh hãi khủng khiếp trong cảnh nợ nần, túng thiếu tiền bạc, phải cúi đầu đi vay mượn khắp trốn, lao tâm khổ tứ tìm đủ mọi cách để lo xoay sở, trang trải cuộc sống mưu sinh. Nhưng nghèo khổ thế đủ rồi, bước sang 11 ngày tới, sẽ là khoảng thời gian cực kỳ may mắn đối với người tuổi Ất Tỵ, sinh năm 1965, bản mệnh có thể hồi phục và lấy lại những gì đã mất mát trước đây. Đặc biệt là trong 11 ngày tới này, người tuổi Ất Tỵ sẽ đón một thời vận mới, bản mệnh làm gì cũng dễ dàng, suôn sẻ thuận lợi, mưu sự dễ thành, cầu được ước thấy, dù có dấn thân vào bất kỳ lĩnh vực nào, thì cũng sẽ thu về nguồn lợi khủng, khiến cho nhiều người phải hờn ghen đỏ mắt, thêm các tinh phù trợ, mà người tuổi Ất Tỵ cũng sẽ tránh được nhiều họa thị phi, tiểu nhân cũng không dám đến gần, và đây cũng chính là thời điểm mà tinh hoa đất trời hội tụ, thần tài đã nhắm trúng người tuổi Ất Tỵ, khổ tận cam lai. Đến từ giờ bạn sẽ một bước lên tiên, túi tiền rủng rỉnh, nợ mấy cũng trả sạch, nhà rộng xe sang khiến cho cả thiên hạ phải nghiêng mình ngưỡng mộ. Vậy thì vận trình tử vi chi tiết, các phương diện cuộc sống của người tuổi này sẽ diễn ra như thế nào trong 11 ngày tới, cơ may nào sẽ đến với người tuổi Ất Tỵ trong thời gian tới đây, tất cả sẽ được Minh Đường Tử Vi luận giải chi tiết trong video ngày hôm nay. Xin mời quý vị hãy cùng theo dõi và chiêm nghiệm. Tử vi dự đoán chính xác 100%, tuổi Ất Tỵ sinh năm 1965, bỗng chốc được thời, đổi đời giàu nhanh chóng mặt trong 11 ngày tới. Trước khi đến với phần luận giải chi tiết về tử vi 11 ngày tới của cô bác tuổi Ất Tỵ sinh năm 1965, Minh Đường Tử Vi sẽ cùng quý cô bác điểm nhanh tính cách người tuổi Ất Tỵ có điểm gì nổi bật ngay sau đây. Những người sinh năm 1965, tuổi Ất Tỵ thường có tính cách hoạt bát, vui tươi và thích trở thành trung tâm của đám đông. Họ thích những hoạt động xã giao, không ngại thể hiện bản thân trước mọi người. Đặc biệt, tuổi Ất Tỵ vốn không phải kiểu người thích an phận thủ thường. Họ luôn muốn tự lập nghiệp, bứt phá bản thân và không thích nhờ vả hay nương tựa vào người khác. Tuy nhiên, tính cách nóng nảy, bốc đồng chính là yếu điểm lớn nhất khiến họ dễ dàng rơi vào bế tắc, gây mất thiện cảm với đối phương. Phụ nữ tuổi Ất Tỵ là người hiểu biết, nhạy bén, khôn ngoan và chu đáo về mọi mặt. Họ được mọi người kính trọng vì luôn có cách ứng phó phù hợp khi gặp tình huống khó khăn. Ngoài ra, họ không thích khoe khoang và thích ẩn mình, lặng lẽ làm việc và sống một cuộc đời thầm lặng.
họ hiểu làm thế nào để xây dựng một gia đình và phát triển một cuộc sống hạnh phúc và viên mãn nhất. Đàn ông tuổi Ất Tỵ sẽ có vẻ ngoài lạnh lùng, nhưng lại có trái tim nhân hậu. Đôi khi họ đưa ra những quyết định không có lợi cho mình và thậm chí có thể khiến những người xung quanh tức giận vì họ quá nóng nảy, non nớt và suy nghĩ sâu sắc. Bên cạnh đó, họ có tư duy thông minh, cùng tố chất có thể sẽ trở thành những nhà lãnh đạo trong tương lai. Tuy nhiên, bản mệnh cần rèn luyện sự kiềm chế, hạn chế những cơn bốc đồng của mình để tránh được những rắc rối không đáng có xảy ra. Tiếp theo sau đây hãy cùng đi tìm hiểu tổng quan tử vi 11 ngày tới của người tuổi Ất Tỵ sinh năm 1965. Theo tử vi 11 ngày tới của 12 con giáp có chỉ ra rằng vận trình của bản mệnh có tốt có xấu, cô bác cần sẵn sàng tinh thần nắm bắt các cơ hội và chủ động trong việc giải quyết các rắc rối, như vậy mới chứng minh được bản thân, tạo ấn tượng tốt với mọi người. Có nguyệt lệnh đế vượng soi chiếu, con đường sự nghiệp của bản mệnh có dấu hiệu phát triển rõ rệt, Ất Tỵ thể hiện được khả năng của mình. Khi hoàn thành tốt các nhiệm vụ khó, thậm chí còn là người dẫn đường cho cả tập thể, hãy giữ vững phong độ của mình. Bạn có cơ hội được cất nhắc lên những vị trí cao hơn hoặc được giao cho nhiều trọng trách. Phương diện tài chính cũng có nhiều khởi sắc, những thành tích tốt trong công việc giúp cô bác nhận được nhiều khoản hoa hồng, thưởng nóng, thậm chí có người còn được tăng lương, đảm bảo tương lai ổn định hơn. Với người làm kinh tế, bản mệnh cũng khẳng định được vị trí của mình trên thị trường, nên khách hàng ngày càng đông đúc, không sợ đối thủ cạnh tranh. Tiếc rằng phương diện tình cảm lại không được suôn sẻ như vậy. Có lẽ cô bác quá bận rộn công việc nên có phần thờ ơ với gia đình. Thêm vào đó, bản mệnh còn thường xuyên đưa ra những yêu cầu vô lý, bắt nửa kia nghe theo nên mối quan hệ vợ chồng có phần căng thẳng. Xét về phương diện sự nghiệp, căn cứ tử vi 11 ngày tới của 12 con giáp thấy được rằng nhiều cơ hội sự nghiệp sẽ đến với người tuổi Ất Tỵ trong thời gian này. Nhờ có sự hỗ trợ của cục diện nguyệt lệnh lâm đế vượng, hãy luôn sẵn sàng tinh thần phấn đấu, bạn sẽ chạm tay vào những cái mà mình đặt ra trước đó. Thời điểm này, bản mệnh giữ được đầu óc tỉnh táo, nhanh nhạy nên thường đưa ra được những ý kiến đóng góp xác đáng, giúp tập thể giải quyết được nhiều khó khăn còn tồn tại. Thêm vào đó, cô bác rất tự tin sẵn sàng thể hiện bản lĩnh nắm vai trò lãnh đạo, hướng dẫn mọi người nên dần dần tạo được vị thế trong tập thể. Lãnh đạo có thể giao cho bản mệnh những nhiệm vụ trọng đại hoặc cất nhắc thăng chức. Vì thế dù vất vả thì cô bác cũng hãy không ngừng cố gắng, rồi công sức của bản mệnh sẽ được đền đáp xứng đáng. Với người làm lãnh đạo, bản mệnh thể hiện được tầm nhìn xa trông rộng và đưa ra những quyết sách đúng đắn, giúp tập thể thoát khỏi lối mòn. Bản mệnh cũng có cách hành xử đúng đắn, biết quan tâm đến đời sống vật chất và tinh thần của nhân viên nên được nhiều người tôn trọng. Tuy nhiên, thái tuế hung tinh xuất hiện là dấu hiệu chứng tỏ những nguy cơ vẫn còn ẩn tàng. Bản mệnh làm việc gì cũng cần cẩn thận, không nên kiêu ngạo hoặc lơ là, để sót những chi tiết nhỏ gây ảnh hưởng đến chất lượng của công việc. Xét về phương diện tài lộc, theo tử vi 11 ngày tới năm 2024 tuổi Ất Tỵ âm lịch có chỉ ra rằng, tình hình tài chính của cô bác có những bước tiến tích cực trong 11 ngày tới này. Những gì bản mệnh gặt hái được là thành quả cố gắng trong suốt một thời gian dài. Vì vậy cô bác có thể an tâm tận hưởng và thưởng cho mình một món quà nào đó. Với người làm công ăn lương, cô bác hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao, nên không thể thiếu các khoản thưởng nóng, hoa hồng. Thậm chí có một số người còn được nhận quyết định thăng lương. Nếu thấy tự tin vào thành tích và cống hiến của mình cho tập thể, cô bác cũng có thể chủ động đề cập việc thăng chức, tăng lương với lãnh đạo. Với người làm kinh tế, bản mệnh khẳng định được vị thế của mình trên thị trường, nên khách hàng đổ tới ngày càng đông đúc. Bạn chỉ cần tập trung làm tốt trong lĩnh vực của mình thì không sợ đối thủ chơi xấu, tiền bạc sẽ đổ vào túi bạn đều đều. Những người có ý định khởi nghiệp hoặc làm thêm các công việc tay trái cũng có thể bắt tay và tiến hành ngay trong thời điểm này. Tất nhiên bắt tay vào một công việc mới, bản mệnh sẽ không tránh khỏi trắc trở. Song hãy kiên định và tin tưởng vào tương lai, công sức của cô bác sẽ không uổng phí. Xét phương diện tình duyên, tiếc rằng phương diện tình cảm của người tuổi Ất Tỵ lại không suôn sẻ được như sự nghiệp. Có thể công việc quá bận rộn, bản mệnh quá tập trung vào sự nghiệp nên lơ là việc quan tâm đến một ai đó. Với những người đã lập gia đình, dù bận rộn đến mấy thì cô bác cũng nên dành thời gian trò chuyện quan tâm đến người thân. Đặc biệt, bản mệnh không nên dồn mọi trách nhiệm chăm sóc nhà cửa còn cái lên đầu người ấy. Nếu bận rộn quá đến mức không sắp xếp được thời gian, cô bác nên chủ động trao đổi với người ấy để vợ chồng thấu hiểu và giúp đỡ nhau. Ngoài ra, cô bác cũng cần đặt bản thân mình vào vị trí của người ấy, chớ nên đưa ra những yêu cầu vô lý, bắt người ấy phải nghe theo.
Nhiều khi những điều cô bác cho là đúng chưa chắc đã phù hợp với thực tế, chưa chắc đã là tốt nhất cho người nhà. Người độc thân có vẻ quan tâm đến sự nghiệp hoặc sở thích cá nhân hơn là xây dựng quan hệ với một người nào đó. Chính vì vậy mà cô bác khá thờ ở trong việc trò chuyện tiếp xúc với người khác giới. Tuy nhiên, cô bác cũng cần chú ý hơn khi hành xử với mọi người, chớ đưa ra những lời từ chối quá phũ phàng hoặc cố tình làm ngơ. Đối phương bản mệnh cần tìm ra cách hành xử tế nhị hơn, đừng làm tổn thương những người chân thành với mình. Xét phương diện sức khỏe. Theo tử vi 11 ngày tới năm 2024 tuổi Ất Tỵ âm lịch chỉ ra rằng, cô bác không gặp phải vấn đề sức khỏe đáng kể nào trong thời gian này. Bản mệnh duy trì được tinh thần tích cực, hăng hái nên luôn sẵn sàng bắt tay vào làm mọi việc, thậm chí còn truyền cảm hứng được cho mọi người xung quanh. Hãy duy trì thói quen tập thể dục thể thao, sinh hoạt điều độ, ăn uống lành mạnh. Cô bác sẽ luôn có sức khỏe để làm mọi điều mình mong muốn. Thái Tuế khuyên cô bác nếu có việc cần phải đi xa, thì cô bác nên chú ý an toàn giao thông để tránh những tai nạn bất ngờ. Hãy tuân thủ luật lệ và tránh điều khiển phương tiện khi đang mệt mỏi, thiếu tỉnh táo. Và tiếp theo sau đây là vận trình tử vi chi tiết tuần lễ vàng tháng 4 âm lịch 2024 của người tuổi Ất Tỵ 1965. Mời quý vị cùng theo dõi. Tử vi tuần 1 tháng 4 âm lịch tuổi Ất Tỵ 1965. Người tuổi Ất Tỵ trong tuần đầu này được Nguyệt Mã các tinh chủ về công danh sự nghiệp chỉ đường dẫn lối. Nhờ thế mà biết cách tận dụng cơ hội sẵn có cùng với thế mạnh của mình để khẳng định vị thế của bản thân. Tuy nhiên, giữa tuần có thương quan, bản mệnh nên chú ý đừng tỏ ra mình lúc nào cũng biết hết mọi thứ, mà cần tham khảo thêm ý kiến của mọi người để có được kết quả làm việc tốt nhất, có hiệu quả cao nhất có thể. Đường tình duyên trắc trở, tuổi Ất Tỵ muốn tìm người mình yêu nhưng chẳng thấy khả quan. Có lúc bạn muốn mặc kệ sự đời, không mất nhiều thời gian cho những việc chẳng nhìn thấy tương lai như vậy nữa. Đầu tuần có thực thần độ mệnh nên chuyện kiếm tiền khá dễ dàng và thuận lợi. Các hoạt động cầu tài cũng nên thực hiện vào thời điểm này sẽ tốt hơn. Cuối tuần tài khí suy giảm, dù có kiếm được tiền thì cũng chẳng đáng là bao. Tử vi tuần 2, tháng 4 âm lịch, tuổi Ất Tỵ 1965. Trong tử vi tuần 2 này, người tuổi Ất Tỵ có thể sẽ gặt hái được một số thành công ngoài mong đợi. Đường công danh sự nghiệp tăng tiến bất ngờ, bản mệnh làm gì cũng thuận lợi. Mục tiêu phía trước không còn xa, khả năng tăng lương thăng chức cũng khá lớn. Ấn quan kết hợp người tuổi Ất Tỵ có thể được quý nhân trợ mệnh, vượt qua được những trở ngại phía trước. Có thể nói, con đường sự nghiệp của con giáp này trong tuần 2 rất suôn sẻ, thuận buồm xuôi gió. Bản mệnh chỉ cần phát huy tốt năng lực của mình là có thể thể giành được những gì mình muốn. Tuy nhiên, đường tình cảm của bản mệnh lại không được tốt như vậy. Khi chịu ảnh hưởng của thiên nguyệt hung tinh, bản mệnh cảm thấy bất an, lo lắng về tương lai chưa xảy ra, mối quan hệ tình cảm giữa bạn và người ấy có thể sẽ bị ảnh hưởng bởi chính những sự nghi ngờ bắt nguồn từ đó. Đường tài lộc tỏa sáng rực rỡ, con giáp này đen tình nhưng đỏ bạc, tài lộc về nhà nhiều như nước, đặc biệt, vận tài lộc tăng tiến với tốc độ vượt bậc vào dịp cuối tuần, bản mệnh giành được nhiều cơ hội phát tài trong tay, thiên tài báo hiệu nguồn thu nhập của cả người làm công ăn lương và người làm kinh doanh đều tăng lên gấp bội. Tử vi tuần 3, tháng 4 âm lịch, tuổi Ất Tỵ 1965. Tử vi phương Đông báo hiệu một tuần với nhiều niềm vui sắp tới với người tuổi Ất Tỵ, chuyện tình duyên vô cùng thuận lợi, nên bản mệnh càng thêm phơi phới về tinh thần, người ấy thấu hiểu và chia sẻ với bạn nhiều chuyện, là động lực để bạn cố gắng nhiều hơn trong cuộc sống, tình yêu rào rạt khiến bạn luôn muốn dành tất cả những điều tốt đẹp nhất cho người ấy, chỉ muốn người ấy vui cười chẳng chút lắng lo. Có điều, trong tuần này bản mệnh khá vất vả trong công việc, dịch mã chiếu mệnh báo hiệu một tuần với nhiều chuyện cần phải chủ động, xông xáo thì mới có thể thành công, có thể nói là thành công đến không chút dễ dàng. Nhưng có thế bạn mới càng thêm trân trọng, càng thấy rằng những vất vả mà mình phải chịu đựng là xứng đáng. Đường công danh sự nghiệp có điểm khởi sắc, nhưng bản mệnh cũng cần phải chú ý đề phòng bởi thiên quan vẫn đang rình rập, tìm thời cơ để tranh tài đoạt lợi, khiến cho bạn mất đi uy tín của mình. Trong mọi trường hợp phải giữ được bình tĩnh, tránh kích động, bốc đồng, sốc nổi, chỉ mang tới những sai lầm khó lòng cứu vãn, đừng để mình bị sập bẫy kẻ xấu xa. Cũng nhờ những cố gắng trong công việc mà đường tài lộc của con giáp này khá sáng, càng khó khăn bao nhiêu thì tiền bạc đổ về túi lại càng nhiều. Bạn có thêm nhiều cơ hội để tăng thêm tài lộc cho bản thân mình, bạn hoạt bát và năng động. Đây là điều bạn cần phải tiếp tục phát huy để có được thêm nhiều cơ hội phát triển hơn nữa trong tương lai.
Tử vi tuần 4, tháng 4 âm lịch, tuổi Ất Tỵ 1965. Tuần này người tuổi Ất Tỵ có thiên đức cát lợi, vừa hài hòa lại may mắn giúp vận trình hướng về trạng thái cân bằng. Tuy vẫn còn nhiều mệt mỏi chưa thể giải quyết, nhưng ít nhất bạn cũng đã thấy hướng đi tươi sáng mới mẻ. Đối với tiền bạc, thoát khỏi cảnh nợ nần túng thiếu chính là điểm quá tốt trong thời gian này rồi. Thiên đức còn đặc biệt xoa dịu tâm trạng buồn bực của bản mệnh, giúp hàn gắn các mối quan hệ tình cảm đã rạn nứt từ trước. Với những người đang yêu nhau thực sự, quý nhân này góp công không nhỏ trong việc cả hai nhìn nhận lại chính mình, trân trọng những điều đang có, bỏ qua lỗi lầm và cùng hướng về phía trước. Tài lộc mới có khởi sắc, chính tài khôi phục giúp tuổi Ất Tỵ có thêm đồng ra, đồng vào, trang trải các khoản chi tiêu, thực ra thì vẫn chưa đủ, còn nợ lại nhưng ít thôi. Tiếp tục làm việc chăm chỉ cố gắng như hiện nay thì chẳng mấy chốc sẽ hoàn thành đầy đủ, và còn dư ra nữa nên đừng quá lo lắng, có lo thì hãy quan tâm tới công việc, đề phòng sự gièm pha của đối thủ, đừng gây ra lỗi lầm nào để người khác bắt được, hòa nhã với người ngay, không ai tử tế với kẻ gian, đừng thỏa hiệp trước những người có ý định cố tình chơi xấu bạn, tránh càng xa càng tốt để không trở thành nạn nhân cho những âm mưu toan tính. Vâng, quý vị thân mến, trăm bệnh đều từ tức khí mà sinh ra, vì thế, muốn nếu kéo dài cuộc sống, ngay từ hôm nay cần phải tiết chế cơn nóng giận, thay đổi quan niệm sống, cải biến tập quán sinh hoạt không tốt, tu thân dưỡng tính. Xin mời quý vị hãy cùng lắng nghe câu chuyện cuộc sống về sự tức giận. Có một vị phu nhân, thường vì những chuyện vặt vãnh mà sinh nóng giận. Có một ngày bà đi tìm một vị cao tăng thỉnh giáo. Cao tăng nghe xong, liền dẫn bà đến một gian thiền phòng, khóa cửa lại rồi rời đi. Vị phu nhân tức giận chửi mắng ầm ĩ một hồi, cao tăng cũng không để ý tới. Rồi bà lại bắt đầu cầu khẩn, cao tăng vẫn ngoảnh mặt làm ngơ. Vị phu nhân cuối cùng đành phải im lặng. Cao tăng ở bên ngoài cửa hỏi, bà còn tức giận không? Vị phu nhân nói, tôi chỉ tức giận chính mình, sao lại đến cái nơi quỷ quái này để chịu tội khổ không biết. Cao tăng phải tay áo rời đi, nói vọng vào, người mà ngay cả chính mình cũng không chịu tha thứ, thì làm sao tâm có thể phẳng lặng như mặt nước được đây. Một lát sau, cao tăng lại hỏi, bà còn tức giận không? Vị phu nhân nói, hết rồi, tức giận để làm gì cơ chứ, tức giận cũng có làm gì được đâu. Cao tăng lại rời đi. Lúc cao tăng trở lại lần thứ ba, vị phu nhân nói với ông, tôi hết tức giận rồi, bởi vì không gì đáng để tức giận. Cao tăng cười nói, bà còn biết nó có đáng hay không, xem ra trong nội tâm vẫn còn cái gốc rễ của khí. Một hồi sau, đang lúc cao tăng đứng ở trước cửa ngắm trời chiều, vị phu nhân hỏi, đại sư, khí là gì vậy? Cao tăng đổ nước trà vào trong tay làm rơi vãi khắp đất. Vị phu nhân nhìn thật lâu chợt tỉnh ngộ, cảm tạ rồi rời đi. Sinh mệnh của chúng ta cũng giống như chén nước trà trong tay vị cao tăng kia, chỉ trong giây lát đã hòa vào trong đất. Năm tháng ngắn ngủi như thế, những việc nhỏ nhặt trong đời đâu có đáng giá để chúng ta uổng phí thời gian mà đi tức giận. Đôi khi trong cuộc sống chúng ta vì những việc nhỏ nhặt mà tức giận, đơn giản là vì tranh giành cao thấp, hơn thua mạnh yếu, nhưng cuối cùng đều không ai chiến thắng cả. Bạn có thể thắng ở việc này, nhưng có thể lại thua ở việc khác. Lúc bạn nhắm mắt từ giã thế gian này, dù có là ai thì cũng đều giống nhau, chỉ là hai bàn tay trắng. Đời người quan trọng nhất là làm được một chút việc gì đó mà bản thân cảm thấy có ý nghĩa, không nên tốn thời gian đi tranh danh đoạt lợi, không nên cứ lại hơn thua vì một câu nói mãi thế. Người có tu dưỡng chân chính sẽ biết nén cơn tức giận này xuống, biết kiểm soát được nóng giận mới có thể khiến sự tình trở nên tốt hơn, mới có thể khỏe mạnh và trường thọ. Nếu để bạn mắc bệnh nhẹ một tuần, bạn sẽ phát hiện tiền tài không còn là quan trọng, chỉ có gia đình và thân thể mới là đáng quý. Nếu để bạn mắc bệnh nặng một tháng, bạn sẽ phát hiện tiền tài đặc biệt không hề quan trọng, thân thể và người nhà mới là trọng yếu. Nếu để bạn mắc bệnh nặng nửa năm, đoán chừng bạn sẽ sẵn lòng buông bỏ hết thảy tiền tài và danh lợi, chỉ có thân thể mới là thứ quan trọng nhất. Đáng tiếc là thế giới này đại bộ phận mọi người đều như thế, vết sẹo là rồi lại vội quên đi nỗi đau. Người ta nên bình thản mà sống khỏe mạnh, hạnh phúc mới là quý giá nhất, là những điều mà chúng ta cần trân quý trong cuộc sống. Người khôn dùng 100 phần tiền để dưỡng sinh, 50 phần tiền mua bảo hiểm, 10 phần tiền khám bệnh, 1 phần tiền cấp cứu. Người ngu ngốc dùng 1 phần tiền để dưỡng sinh, 10 phần tiền uống thuốc, 50 phần tiền khám bệnh, 100 phần tiền cấp cứu. Đại đa số mọi người lúc 1 đến 2 năm cuối đời sẽ tiêu hết tiền tích góp cả đời, chịu đựng tất cả các loại tác dụng phụ của thuốc Tây, hơn nữa còn bị mổ vài lần, rồi mới rời đi. Vậy phải đối phó với bệnh tật như thế nào? Đáp án chính là ở chỗ phòng bị, mà phòng thế nào mới hiệu quả? Câu trả lời đơn giản, bớt tức giận đi thì sẽ sống trường thọ. Hoa do tưới nước quá nhiều mà chết, cá ăn bể bụng mà chết, người vì tức khí mà chết. Bạn kiểm soát được cơn nóng giận được bao nhiêu?
thì sẽ có thể sống thọ được tới đó. Thường xuyên tự mình tìm người gây hấn, lòng dạ hẹp hòi, thông thường sống được 20 đến 50 tuổi, thường xuyên chịu sự tức giận của người khác, gọi là người hầu, thông thường sống 50 đến 60 tuổi, thường xuyên tự mình tức giận, cũng thường tức giận người khác, gọi là người phàm tục, thông thường sống 60 đến 70 tuổi, thường xuyên để cho người khác tức giận nhưng chính mình lại không quá tức giận người, gọi là vĩ nhân, thông thường sống khoảng 80 tuổi, bất luận người khác như thế nào, bạn cũng có thể coi như không. Gọi là cao nhân, thông thường sống khoảng 90 tuổi, vừa không tức giận người khác, mà chính mình cũng không tức giận, gọi là chân nhân, thông thường có thể sống 100 tuổi hoặc hơn. Chương trình đến đây xin phép được khép lại. Chúc quý mệnh chủ tuổi Ất Tỵ sinh năm 1965, nắm được vận mệnh phú quý, giàu sang viên mãn. Bên cạnh đó, quý khán giả đừng quên like và đăng ký kênh để ủng hộ ban biên tập chương trình và cập nhật những video bổ ích trong thời gian sớm nhất quý khán giả nhé. Minh Đường Tử Vi xin kính chào và hẹn gặp lại quý khán giả trong chương trình tiếp theo.